Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lần đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay em Thắng tiếp tục lên một ít đồ nghề hàng bãi cho anh em. Hôm nay đồ Mỹ rất là nhiều nha anh em. Thì anh em mình xem có sản phẩm đó phù hợp với mình thì mình chốt. Rồi đầu tiên thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái bộ lục giác của Mỹ. Đây, thì bộ này là hệ xuất in và tổng cộng của mình là 8 cây nha anh em. Đó, hãng của mình là hãng Bonus. Đó. Thì những cây này nó rất là dài. Đây, đầu tiên thì em Thắng sẽ đi vào những cây nhỏ nhất cho anh em ha. Rồi đầu tiên thì sẽ có một đây khẳng của Bonhut nha anh em nè, Bonhut ha, Met USA ha, con nhỏ nhất của mình là 7/64. Đây cái này thì em sẽ lấy một cây thước lá, cây này thì nó rất là nhỏ luôn anh em, 7/64 ha. Rồi cây này thì chiều dài của mình nè, nó dài được là 20 cm nha anh em. Đầu của mình đầu lục giác bi nha, tất cả bộ này là đều là đầu lục giác bi hết nha mọi người, đầu lục giác bi. Con này nhỏ xíu xíu rồi, 7/64 ha. Rồi tiếp theo con lớn hơn, con này thì 1/8, 1/8 thì tầm khoảng là 3.1 ly nha anh em. Nó 1/8 thì còn khoảng là 3.1 ly, cái hệ số mét của mình ha, tầm khoảng 3 ly. Còn con này chắc tầm khoảng 2 ly. Đây đầu lục giác bi ha, bon hút hết nha anh em. Đó, đây dài 20-21 cm này. Rồi con tiếp theo là con thứ ba là con 5/32 ha, 5/32, 5/32 là tầm khoảng là 3.9 mấy á, 4 ly. Rồi cái thứ tư 3/16, 3/16 mình quy đổi ra là tầm khoảng là 4.8, 4.7 mấy á, 4.8 ha. Rồi tiếp theo là con thứ 5 là con 7/32 ha, 7/32. Tiếp theo là 1/4 thì bắt đầu từ từ những con này nó sẽ bự lần nữa nè. Đó ví dụ như con 7/4 này thì nó dài tới tầm khoảng là 20 mấy cm á. Đây 32 cm luôn nha anh em. Đó, đầu lục giác bi. Rồi, tiếp theo là con 5/16. Đó. Bắt đầu là và con lớn nhất của mình là con 3/8 ha. 3/8 là 9.5 đó. Thì bộ này là gồm có 8 cây nha anh em. 2 4 6 8. 8 cây hàng của Mỹ ha. Hàng của Bonus, đó, hàng đầu lục giác hết nha. Rồi anh em nào thích cái bộ 8 cây này, 8 cây vít đầu lục giác này, mọi người cứ giúp em mã số là B1 ha. B1 giá 650 nha anh em. Tính ra cũng tầm khoảng là 80.000 một con thôi, hàng của Mỹ nha, rất là chất lượng. Đó, 650.000 giúp em nha. 650.000 cho cái bộ vít đầu đầu bi này ha. Của Mỹ. Gồm có 8 cây. B1 650. Theo B2. B2 thì em có một cây bộ của Mỹ nữa này. Máy của Boruto này để mình rửa ra ha. Đây, mới được xin xong. Đây. Đây. Những cây có một đồng miệng và một cái đầu mở ấm dầu của Mỹ nha. Cái này thì giá trên thị trường nó bán tầm khoảng mười mấy đô, 200 mấy chục ngàn ha. Nói chung là cái giá nó là hàng cũ thôi chứ hàng mới thì nó cao hơn nữa. Hàng cũ người ta đã bán 200 mấy một chiếc rồi, hàng của Mỹ rất là chất lượng. Đây khóa của Proto, của thương hiệu Proto nha anh em. Của thương hiệu Proto thì sẽ có, em Thắng sẽ lựa những số nó không trùng để làm một bộ cho anh em. Đầu tiên con này là 3/8 này, rồi 7/16 này, rồi 5/8 này và 3/4. Sẽ có 4 cây ha, 4 cây này thì không trùng, còn 2 cây này nó khác, nó số nó trùng nhau trong cái bộ 4 cây này thôi. Đầu tiên là của mình là cái bộ 4 cây này ha. 4 cây này của thương hiệu Proto hết nha anh em. Em Thắng sẽ bán một bộ như thế nào cho anh em mình xài. Proto USA. Đó. Đây, thông số của mình thì nói chung là nó nhiều lắm, nhiều thông số như thế này ha. Để xem mình tham khảo của thương hiệu Proto. Đó. Đây, 3/8 này, 7/16, 5/8 và 3/4 thì em Thắng sẽ quy đổi ra cái hệ số mét cho anh em mình để về mình xài nha. Rồi đầu tiên con 3/8 thì 9.5 rồi ha, 9.5. Con 7/16, 7/16 là 11.1 ha. Anh em mình mở ốc 11 ly. 5/8, 5/8 là 15.8, anh em mình mở ốc tầm khoảng 16. 3/4 thì mở ốc 19 ha. Đó, 4 cây nha anh em. 4 cây thì một cái đầu của mình là một đầu chì miệng như thế này ha, còn rất là mới nha anh em. Và một bên nào là cái đầu kiểu như đầu móng dầu
Đó. Cờ lê mặt miền hở ha, rất là hay. Hàng của Mỹ nha anh em. Rồi cái này em bán một bộ 4 cây, anh em nào mà thích cái bộ 4 cây này mọi người chốt giúp em mã số là B2. B2 ha, bộ 4 cây này. Mã số B2. Giá của mình là 500.000 ha. 500.000 hàng của Mỹ nha anh em, rất là chất lượng luôn, của Boruto. 5 chiếc tính ra con trăm mấy chục nghìn chiếc thôi. Mã số B2 ha. B2 500.000. Ha, B2 500. Tiếp theo B3. B3 thì bộ này hai cây nha. Bộ này hai cây. Hai cây này thì 7 phần 16 và 5 phần 8 nha anh em. Đó, hai cây này 7 phần 16 và 5 phần 8 Boruto luôn ha, Boruto Uta. Đó. Hàng của Boruto Uta ha. Hàng này hai chiếc 250 nha anh em. Hai chiếc 250. 250.000 ha, hàng của Mỹ Boruto. À, B3 giúp em ha. B3 hai cây clip của Mỹ này giá 250. Thay vì anh em mình mua một con bên hàng Ebay chứ, anh em mình sẽ mua được hai con hàng bãi như thế này ha. B3 250. Rồi B4 thì em có hai cái khóa của Đức. Đây này là cho một thằng Đức bộ Mỹ là nhiều anh em, hai cái khóa của thương hiệu Star Wheel. Một con hai cờ lê đây, cờ lê miệng mở như thế này và một con đầu miệng đầu vòng. Rồi đầu tiên của mình là một con cờ lê đầu miệng đầu vòng của thương hiệu Star Wheel ha. À, thương hiệu này nó rất là mắc tiền luôn, thép alloy steel gặp money. Đó, đây là chi tiết cái phần đầu vòng của mình và đây là chi tiết phần đầu miệng. Thì con là về hệ số phần nha anh em, 11 phần 16. 11 phần 16 thì mình quy đổi ra là 17.4 ha, 17.46mm ha, 17.46mm ha. Rồi anh em thích cái con cờ lê của Star Wheel hệ số phần này, mọi người mình chốt giúp em mã số là B4 150.000. Đây, B4 150.000 nha. Đó. Tiếp theo B5. B5 thì một con đây, con cờ lê này hệ số của mình là 3/4, 3/4 là đường 19 ha, 19 ly, tầm khoảng 19 ly. 5/8. 5/8 thì tầm khoảng là 16 ly ha, 15.9 là anh em mình mở 16 cũng được đó. Con này thì nó mở từ đầu 16 với mở đầu 19 nếu mà hệ số mét ha. Còn hệ số phần của mình là 5/8 và 3/4. Rồi anh em thích cây khóa của thương hiệu Star Wheel này của gạc money ha, thép alloy, mọi người cho giúp em mã số của con này là B5. B5 con này giá 180 ha. 180.000. Đây anh em mình sưu tầm cũng được ha, B5 180. Tiếp theo B6 thì em có một cây khóa của KTC. Hai con. Hai con này nó mới có KTC nha anh em. Đó. Tình trạng của mình là nó mới tinh ha, 11/16 nha. 11/16 thì mình quy đổi ra là tầm khoảng là 17.5 đó ha, 17.4, 17.5 như thế anh em. KTC ha mới tinh luôn. Đó, chung là hệ số của mình là hệ số in thôi. Này, KTC thép alloy steel đầu bên trong còn rất là đẹp nha. 11/16 quy đổi ra hệ số mét của mình là 17.4 mấy đó ha, 17.4 mấy ha. Rồi anh em nào thích cái con khóa KTC hệ số phần này, mọi người cho giúp em mã số là B6 giúp em nha. Đó, con này em để giá 100. B6 ha, 100.000. Rồi. Tiếp theo, đây. B6 ha, 100. Tiếp theo B7. B7 thì em có một cái khóa mỏng của thương hiệu Hoàng Top, số của mình là số 17 và số 19 nha. Đây, thiết kế kiểu gọi là lê như thế này nè ha, nó cũng khá là mỏng thôi. Thì phần mình đo ra cho tầm khoảng là 5 ly thôi nha anh em, độ dài 5 ly thôi. 5 ly là cái phần bên ngoài ha, còn bên trong nó làm nhỏ hơn nữa này, mỏng hơn nữa. Cây này là một cây cờ lê mỏng ha. 19 này. 17 này, thương hiệu của mình là thương hiệu Hoàng Top ha. Thương hiệu Hoàng Top nó dài tầm khoảng là 25 cm. Rồi con này mã số của mình là B7 giúp em. Cây cờ lê top này em để giá 100. B7 ha, 100.000. Tiếp theo B8. B8 thì cũng có một cây như thế này, cây cà lê bự, siêu bự luôn, của hàng KTC số 27 và 30. Đó, rất là hay ha, và nó nặng lắm anh em.
con này thì nó nặng 700 g nha, size đầu vòng. Nó đầu bên là đầu 30 nè. Ha. Chung là có tóc xiên nhẹ mình để 7 thôi. Và đầu bên này thì đầu 27 ha, một đầu 27 và một đầu 30, hai đều có vòng hết của thương hiệu KTC này. Đó nên mình sưu tầm cho đủ bộ thì mình chốt cái khóa này ha. Đó, thép ở lifestyle rất là dài. Con này thì nó dài tầm khoảng là 42 cm. Rồi. B8 giúp em nha. B8 cái khóa này em để giá 200. Ha. 200.000, nặng 7 lạng nha anh em. B8 200.000. B9. B9 là một con khóa khủng nữa. Chung là số bự chứ không có khủng gì nha anh em. Con clear số bự, đây là một con super hand ha. Mở ốc 30, con này nó còn mới tinh luôn ha, còn khá là mới này. Đó. Đây. Japan này, thấy không? Còn rất là đẹp ha. Đó, 30 cái đầu nào là thiết kế kiểu mở nhanh đó anh em mình ốc ha, mình sẽ mở nhanh, nó có cái điểm hở này thì nó sẽ mở nhanh, ốc nhanh hơn ha. Đó. Một con cà lê của Super Hand mở ốc 30 ha. Đó. Hàng nội địa Nhật nha anh em, Japan, tất cả giờ chữ nổi ha, nổi rất là cao luôn. Rồi con này cũng khá là nặng nha anh em. Đó, cũng nặng 7 lạng nha. Nặng 7 lạng luôn. Đây nó dài được là 35 cm và con này mã số của mình là B9 ha. B9 200 ha, B9 200.000 ha. Theo B10. B10 thì mình sẽ vào những cây khóa nhỏ hơn. Đây. Bây giờ mình sẽ vào những con 17 19 này, thương hiệu Amon ha, giao dịch nội địa Nhật. Đó, đây, số của mình là số 17 và số 19 ha, còn mới nha anh em, mới đẹp cho nên mình xài này. Thế rằng nó có ngoài hình tép ha. Số mở ốc của mình là 17 19, đây có cái giao dịch nội địa Nhật này anh em. Đó, ha, có cái giao dịch nội địa Nhật này. Thì con này nó dài là 29 cm ha. 29 30 cm. Mã số B10 100.000. B10 100. B11. B11 thì con này 17 19 luôn. Ha. À, còn khá là mới đẹp ha. Này có dấu zip nội địa Nhật nó dập nổi này. Thương hiệu Sanki ha. Thương hiệu Sanki. 17 19 luôn. Rồi anh em thích cái con 17 19 này, B11 giúp em ha. B11 100.000. B11 ha 100. Theo B12. B12 thì một cây 14 17. À lộn, một cây đúng rồi. Một cây 14 17 ha. Con này thì cái màu của mình màu vàng ha. Đây này Japan này nữa ha. Rồi dập chữ Japan này, thương hiệu Dae ha. Thương hiệu ABC 14 17. Đó, khóa kim màu màu đồng anh em. Nó mạ ha, nó mạ chrome màu màu đồng như thế này. Rồi cây 14 17 này B 12 giúp em 280.000. Đó. B12 80. B13. B13 thì một con KTC 12-14 còn rất là mới ha, rất là đẹp này. Nè, đầu vòng bên trong này. Đó. À, ha. Có những cái phần đen đen bên trong nhẹ nhàng thôi. Số của mình là số 12 và số 14 KTC ha, giao dịch nội địa Nhật. Thép alloy steel Japan. Rồi, anh em nào thích cái con 12-14 này mọi người cho giúp em mã số là B13 ha. Rồi B13 giá 90.000. B13 ha, 90. B14. B14 thì cây này nó nhỏ hơn. À, con này số 11, 12 của Aigo ha, giao dịch nội địa Nhật. Japan, đó, số của mình là số 11 và số 12 ha. Anh em mở ốc 11 ly và mở ốc 12 ly. Đó, bên trong thì nó có phần lắm xét như thế này ha. Rồi con này giá của mình là 60.000 ha. B14 giá 60. Tiếp theo B15. B15 thì con này là con 10 và 11 cũng thép alloy steel Japan, cũng hãng Aigo luôn ha. 10 ly và 11 ly. Đó. Đầu đồ còn khá là ngon. Rồi con này giá 60.000 luôn ha. Mã số là B15. Cái khóa của Nhật ha, B15 60. Theo B16. B16 thì một con cà lê đầu miệng đầu vòng cũng khá là đẹp ha, 12 ly. Của thương hiệu KTC ha. À, thép alloy steel. Đây, 12 ly ha. Chỗ này nó bị đen đen nhạn tí nè, không sao hết ha. Đó, chứ đầu cũng trong còn tráng đẹp nè.
12 ly. Rồi anh em thích cái khóa 12 ly của thương hiệu KTC thép alloy này. B16 giúp em ha. 100.000. 12 ly ha, B16 100. Hay B17. B17 thì em có một cái con clay một ống dầu của thương hiệu KTC nữa. Con này một đầu là 10 và một đầu là 7 phần 16 ha. Rồi, 7 phần 16 thì mình quy đổi ra hệ số mét là tầm khoảng là 11 ly ha, cũng như là một đầu 10 ly với đầu 11 ly gì đó ha. Đó. Rồi, cây clay một ống dầu này mọi người cho giúp em. B17 100.000 ha. B17 100. Theo B18. B18 thì cũng có một cây khóa trồng. Một cây khóa trồng của thương hiệu KTC nữa, mở ấp 8 ly này, và bên này là ấp 10 ly ha. Thương hiệu KTC, nó bên này là màu trắng và bên này là màu vàng. Đó, thiết kế kiểu bánh cóc như thế này ha, còn rất là đẹp. Đây. Ha, còn rất là đẹp ha. Rồi anh em thích cây con khóa bánh cóc này mọi người cho giúp em mã số là B18 ha. Cây khóa 8 ly và 10 ly này mã số của mình là B18. Rồi B18 giá 100.000 ha. B18 100.000. Theo B19. Một cái con vít lét ha, trong góc hẹp của Vercel nó, anh em mình sẽ sử dụng đầu 6.35 này ha, mình đút vào mình sử dụng trong góc hẹp này ha. Đó, đảo chiều. Đó, của thương hiệu Vercel anh em, nó có dập chữ Vercel này ha. Đó, thì loại này nó ngắn nó nhỏ thôi, nó dài tầm khoảng là 10 cm thôi nha anh em, rất là ngắn. Con này mã số của mình là B19 ha. B19 80.000. B20. Con này cũng vậy, nhưng mà cái này thì nó thiết kế thêm cái đầu để nên mình gắn khẩu 1/4 nữa ha. Đó, gắn khẩu 1/4, đường kính là 6.35 nữa ha. Vercel này. Đó, lát đảo chiều. Đó, đảo chiều. Đây, trên này thì nó cũng có cái đầu anh em gắn khẩu 6. Những cái đầu vít 6.35 luôn. Ha. Thương hiệu của mình là hãng Vercel nha anh em. Đây, có in một chữ rồi này rồi. Lên thăng đầy đủ. Rồi anh em thích cái con vít của Vercel này mọi người cho giúp em mã số là B10 ha. B20. Con này mã số là B20 ha, 100. B21. Một con mở ấp 21 ly ha. Đây, này giống như hàng của châu Âu vậy á. Thiết kế cái bánh cóc này. Đó. Gạt lên gạt xuống ha. Đó. Rồi anh em thích cái con bánh cóc mở ấp 21 ly này mọi người cho giúp em B21 ha. Con này giá 80. B21 giá 80.000. B22. Có mấy cây mỏ led. Đây, đầu tiên của mình nằm size 250 của thương hiệu Super. Đó, đây môi ngầm rồi, nói chung là còn tráng đẹp nha anh em. Đây. Đó, thương hiệu Super ha. Rồi đậm nó nhẹ nhàng trơn tru. Đây, dấu rít nội địa Nhật này, Japan này ha. Rồi anh em thích cái con mỏ led size 250 này, chiều dài của mình được 25 cm. Và cái độ mở ngầm của mình nó mở ốc được 30 ha. B22. B22 160 ha. B22 160.000. B23 thì con này của Luster. Về môi ngầm thì nó còn khá là ok nha, người ta sử dụng nước thôi nên là môi ngầm còn khá là đẹp. Đó, còn khít ha. Này thép CRMO 2 dấu rít nội địa Nhật này. Made in Japan. Ha, size 250 thì cái độ mở ngầm của mình nó mở được 25 ly. Mở ngầm được 30 ly ha. Đó. Bên trong còn khá là tráng và đẹp nha anh em. Rồi B23 ha, B23 cái này em để giá là 160 luôn, size 250 của Luster ha. B23 160.000. B24 thì em có con size 250, size 200mm của Luster luôn này. Nó cũng tương tự ha, người ta xài nhẹ một tí, nó cắn vít nhẹ thôi ha, còn lại rất là đẹp. Nước xi tráng còn ngon lành ha, Japan nè. Luster hiệu tôm hùm nè. Đây, ràng ngầm nó còn tráng non đến nào, rất là đẹp. Rồi con size 200 này thì nó dài được 20 cm và cái độ mở ngầm của mình nó mở được là 25 ly. B24 100.000 ha. B24 100.000. B25. Con này của KTC ha. Của thằng SK11 chứ, này cái dấu xích tiêu chuẩn nội địa Nhật cũ này ha. Thép alloy steel, nó mở ngầm nó còn đẹp. Những cái này thì anh em mình
mở ốc nhỏ hai dài tầm khoảng là 20 sen làm một găng tay của em này, và độ mở ngầm của mình là nó mở được 25 ly B25 ha. B25 100.000. B26. B26 thì em có một cây cây sả cải rất là bự luôn của thương hiệu Mickey ha. Mickey hàng nội địa Nhật chưa xài, mới tinh ha. Này. Đó, thương hiệu Mickey ha, dài 60 cm anh em, coi này thì anh em mình siêu tầm hoặc là mình dùng trong gia đình việc nạn nó ok này. Đó, nó nặng lắm. Đó, con này thì nó nặng tới là 1,5 kg nha anh em, 1,6 kg luôn á. Đây, chiều dài của mình là 60 cm anh em, ba găng tay của em này ha. Ba găng tay này ha, đó thiết kế xà beng thế này này. Đó. Nước sơn của mình là màu đỏ thẫm như thế này ha, của thương hiệu hàng Mickey, hàng chuẩn nội địa luôn. Đó, đây. Rồi anh em thích cái cây sò cài bự này ha, nặng nữa, nặng 1,5 kg và nó dài được 60 cm. Đó, mọi người chơi giúp em B26 ha. Con này giá 250.000. B26 ha, 250. B27. B27 thì em có một cây cặp vít. Cặp vít ha, cặp này là một cây đóng và một cây hồ lô, hai cây hồ lô hết, một cây vít đóng, một cây vít thường. Đó, đây, đầu của mình thì nói chung là bốn cạnh là còn ok, chung là hàng bãi thôi nha anh em. Đó, nó cũng đã có xài rồi ha. Đó, còn ngon lành thì cặp này nó dài được là 20 cm nha. Rồi anh em thích cái cặp vít ba ke này ha, đầu BH2 nha anh em. Đầu BH2 hết, mọi người chơi giúp em B27 ha, cặp vít này giá 130. B28 thì em có một cây vít luôn, lát đỏ chiều. Đó, đây, cái này thì nó thương hiệu là Made in Japan này ha. Made in Japan nhập nổi này. Đảo chiều, đặt xuống. Đó, rồi, đảo vít của mình ha, đảo vít dương BH1. Đó, còn rất là mới. Có viên bi giữ lại này. Đó, đầu 6.35 nha, cái chui anh em mình sử dụng là 6.35. Rồi anh em thích cây vít lắc luôn nè, mọi người cho giúp em mã số là B28. Con này giá 100.000 ha, B28 100. B29 em có một cái cặp đục. Đó, cặp này thì có một con có vỏ này và một con không vỏ. Hai con này đều là bản đục 9 ly ha. Bỏ vào luôn, nhiều khi là nó không vừa. Con trước con sau được không? Tại vì cái này nó thiết kế chỉ dành cho một con thôi, nên là em chỉ đút được một con thôi ha, có cái bao vỏ. Thì chiều dài của cặp đục này là nó dài được là 22 cm ha. Đó, vì hình thức thì còn khá là ngon, mọc chữ đồ còn đầy đủ. Rồi anh em thích cái cặp đục này, mọi người cho giúp em mã số là B29 ha. Có một cái bao da như thế này ha, cặp này em để giá 150.000. Mã số là B29 cho cặp này ha. Theo B30 thì cũng có một cặp y vậy luôn. Cặp này thì nó không có bao da ha. Đó. Bản đục của mình cũng mà bản đục 9 ly luôn ha. Bản đục 9 ly luôn. Dài 22 cm luôn. Đó. Những cây đục Nhật ha. Rồi anh em thích cây đục cặp đục này ha, hai cây 9 ly mua về mình xài. Mọi người cho giúp em cặp này giá 130 nha, B30 giá 130.000 ha, B30 130.000. Theo B31 em có một cây búa loại nhỏ ha, 1/4 của thương hiệu hãng Tisco. Thì con búa này nó nặng là 250 g nha anh em, nặng được 250 g đó, rất là dài, đầu thì nhỏ thôi, nhưng cổ sĩ luôn ha. Thì cái búa này nó có tổng chiều dài mình đo được là 38 cm ha. Cái búa của Disco này em để giá 100.000 ha. 100.000. Mã số của mình là B31 ha. B31 100. Tiếp theo B32. Một cái búa hai đầu nhựa của thương hiệu Vercel nữa, đó. Đầu nhựa thì chung là đã có xài rồi nha anh em. Đó, ha, đã có xài nên là có những vết ha, Vercel. Thì cái búa này nó nặng được tổng trọng lượng là 400 g nha anh em. Tổng trọng lượng mình căng được là 400 g, chiều dài búa của mình là 30 và đường kính búa của mình là được 3 cm ha, 3 cm. Rồi cái búa cỡ Vercel này B32 ha, 120.000. B32 ha. 120. B33, một cái búa đinh của thương hiệu Manum ha. Đây. Thương hiệu Manum này. Cái búa này còn rất là chắc chắn ha, cán bằng thép này. Đầu búa thì chung là người ta cũng đã có xài nước rồi, còn khá là ngon nha. Đó, vàng đóng ha. Tổng quan. Rồi, con này thì nó nặng được là 650 g nha anh em. Nó nặng là 650 g B33. B33 ha, 108. Tiếp theo, B34. B34 thì em có một cây
kia lá hạ nè, cái này thì nó lưỡi nó dài 21 sen vì anh thức thì nên mình thái này đó, đang cưa này ha, ngon là giờ 21 sen ha. Rồi cây thứ hai cặp này em bán cặp luôn đi đó, đây cây thứ hai cũng vậy nha, lưỡi cũng sử dụng của mình là cũng là 21 sen luôn, hai con lưỡi dòng dài 21 sen hết nha anh em đó. Thế anh em thích cặp cưa này mọi người cho giúp em mã số là B34, cặp này giá 130 ha, hai chiếc nha anh em, hai chiếc 130.000, B34, B35, một cây dũa gỗ, một cây dũa gỗ của hãng Shinto ha, một cây dũa gỗ của hãng Shinto cắn là cũng còn tươi nè, ha, này văn dũa này nè, rất là nhám ha, thì con này là hai văn dũa của mình là hai văn dũa nhuyễn ha, đó. Hai văn dũa nhuyễn còn khá là đẹp, ha, thốm văn dũa rồi anh em mình xem nè, sáng trưng. Thì cây dũa này nó dài được là 34 sen ha. Dài được 34 sen, B35. B35 ha, 180.000. B36. B36 thì em có mấy cây nối dài này, đầu tiên của mình em vào một cây của Tone này, 407 này giao dịch nội địa Nhật Japan. Cây này thì đầu của mình là đầu 1/2 còn khá là đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đầu 1/2 này có cái lỗ đục tròn đục qua nữa. Cái này nó còn khá là đẹp ha, và nó dài được là 25 sen nha anh em, dài được 25 sen. Rồi anh em thích cây nối dài dài 25 sen này của Tone ha, còn khá là mới, B36 ha, 150.000, B36 ha, 150. B37 con này cũng vậy nha, cái này thì của KTC mà loại này là 3/8, 3/8 thì đường kính của mình là 9.5 nha anh em đó, 9.5 nó nhỏ hơn đó, nước xi được còn trang non trang nào khá là đẹp ha, dài 25 sen của hãng KTC này, Japan này ha, 250 đó, dài 25 sen. Rồi con của 3/8 này giá 120 ha, 3/8 thì nó ngắn hơn, nó nhỏ hơn ha. B37 120.000, B38 thì tương tự, đây hết rồi đó, đây tương tự ha, hai con này giống nhau anh em, hai con này giống nhau luôn, của KTC 3/8 hết ha. Đó. KTC này 3/8 và 250 hết ha. Đó, giống nhau thôi, B38 cũng 120 nha anh em. Hai con giống nhau. Ha. Đó, B38 120. B39 thì cái này hãng khác ha, của thương hiệu hãng Pro Auto ha. Seki ha, do hãng Seki nó gia công. Đó, đây. Đầu của mình cũng 3/8 luôn, dài 25 sen luôn ha. Đó, dài 25 sen. Rồi con này thì em cũng để giá là 100.000 ha. Và 25 sen 100.000, 3/8 ha. B39. Rồi tiếp theo B40. Anh em mình thích loại ngắn hơn thì mình có con này, con của KTC. Đầu của mình thì nó bo cái góc bo 15 độ thế này ha, để nhiều khi là mình có thể mình chỉnh nâng góc 15 độ đó. Bán nó xéo xéo một tí ha. 3/8 của thằng KTC ha, dài 15 sen. Rồi thì con 3/8 này thì em để giá 60.000. Đó. Chung nó dài 15 sen thôi ha, nó ngắn hơn những con kia. B40 ha, 60. B41. Một cây vít ha. Một cây vít của thương hiệu hãng Engineer ha. Của thương hiệu hãng Engineer nha anh em. Đó. Thì cái vít này nó sẽ mở khẩu là 1/4 nha, đường kính là 6.35. Đó, Engineer Japan này. Giáp chìm ha. Đó nên mình gắn những cái khẩu 1/4 và mình xài ha. Khẩu 1/4 và mình xài. À, rồi cây vít này thì nó dài tổng thể được là 15 sen ha. Mã số của mình là B41 ha. B41 cây vít của Engineer. Này em để giá 80.000 ha. Này, gắn khẩu ha, B41. 80. Tiếp theo B42. 42 thì em có một cây cần siết của thương hiệu Tone. Cây này nó còn mới ha, Tone Japan này. Đầu 3/8 luôn. Đó. Đây. Gật gù lên gật gù xuống ha. Đó còn khá là đẹp. 3/8 thì đường kính của mình là 9.5. Con này thì nó dài tầm khoảng là 25 sen luôn ha. B42 180. Đây. B42 ha, cái cần siết Tone 3/8 này ha, giá 180.000. B42. Theo B43. B43 thì em có một cây Clay đuôi chuột của thương hiệu Sơn Cay Japan ha, cái này còn khá là đẹp, khá là mới ha. Màu xi của mình là màu xi trắng. Ha, Sơn Cay Japan này 17-19 ha. Đó, rất là đẹp luôn. Này, môi ngàm đó anh em mình thấy này, đó. Rất là đẹp.
đảo chiều ha, cái này anh em mình sưu tầm cũng được nha anh em, còn mới toàn à, rất đẹp. 17-19 ha, rồi 17-19 của sân cây si tráng còn khá là đẹp, B43 giúp em ha, 200.000 à. B43 200. B44 một cây kép các tôn của Mitsu, cái này thì anh em thấy nó còn bán lắm anh em đó, đây thì nó để bảy lâu ngày thì nó đang đang thôi, chỉ còn lưỡi cát rất là bán nha. Đây đó. Các như các giái này, các giái mà rất là ngọt anh em, các tôm mà các giái nó ngọt đường đồ thẳng thốm này ha. Đây đi đường thẳng anh em mình xem là một cái các tôm của Mitsu ha đó. Ha đi giái rồi rất là thẳng thốm này anh em, rất là đẹp ha, và về ngoại hình cũng còn khá là đẹp luôn. Đây nước xi đồ còn tráng này, lưỡi bên trong thì nó đang đang vậy thôi chứ còn các rất là ngọt ha, bên nước da bên ngoài còn rất đẹp này, quả Mitsu này còn tem luôn anh em. Rồi cái cáp các tôn của Mitsu này nó dài được là 25 cm, và mã số cho cái cáp các tôn này là B44 ha, B44 cái cáp các tôn này giá 230.000 ha. Đây, B44 B45 thì em có một cây cà lê lực, một cây cà lê lực của thương hiệu hắn nhìn anh em có logo một chữ như này, Tony Chi ha, của thương hiệu hãng Tony Chi. Cây này là mở ốc 9 ly ha, và lực của mình là 80. Đây thiết kế cái đầu của mình như thế nào nha anh em đó, nói chung là người ta cũng đó có qua sử dụng rồi nên anh em mình thấy này nó cũng có bị vết tróc còn này nọ ha. Mở ốc 9 ly của Tony Chi nha anh em đó, mở ốc 9 ly của Tony Chi. Anh em thích cây cà lê lực này em để giá là 130. Anh em mình mua một cây cà lê mở ốc 9 ly bình thường nó cũng đã 80-90% rồi, cây này cây cà lê lực ha, B45 130. B46 B46 thì em có một cây cuộn chì hà, cuộn này thì sợi dây chì của mình là sợi dây chì 3 ly, sợi dây bự nha, sợi bự ha, 3 ly anh em nè, anh em thấy cái cuộn này nó ít vòng thôi nhưng mà nó rất là nặng, thì cuộn này nó nặng được là 4 lạng nha anh em đó, 4 lạng tính luôn cái rulo ha, 400g đó, một cái cuộn chì của Nhật ha, sản xuất tại Osaka Japan nè, thương hiệu Daiwa. Sợi giá trị của mình là sợi giá trị 3 ly sợi bự ha, B46 ha, B46 200.000, B46 ha, 200, 4 lạng nha anh em, nặng 4 lạng, sợi giá trị bự ha, B46 200. B47 thì em có một con kìm pro để anh em mình mở ha. Đây thì nó thiết kế có hai cái nắp nhựa như thế này để anh em mình kẹp ha, đã có qua sử dụng của thương hiệu IPS Pro thì nó sẽ có hai nắp ha, và chiều dài của con này là nó dài được 20 cm. Rồi anh em thích cái con kìm này mọi người cho giúp em mã số là B47 ha, B47 giá 100.000. Tiếp theo B48, B48 thì em có một cây này của Hozan này, không biết nó có sợi sinh xích như thế này này ha, đó so như này Hozan Tun C50-62 gì đó ha, cây này thì nó dài tổng thể được là 37 cm ha, 37 cm này thì nói chung là tầm khoảng 25 cm gì đó. Rồi anh em thích cái dụng cụ Hozan này mọi người cho giúp em B48 180.000 ha, này B48 180.000. Theo B49 một cây kìm mỏ quả của thương hiệu Hoàng Top ha, một cái kìm mỏ quả của thương hiệu Hoàng Top SA250, cái này nước xi tráng non ha, ren cỏ được cũng còn đẹp nè anh em, cao ráo đẹp ha. SA250 thì nó dài 25 cm, cái miệng của mình nó mở được là 48 ly ha. B49 150 ha, B49 ha, 150.000. B49 là tới B50 thì cũng có một cây kìm F-code ha, một cái kìm F-code của Izumi ha, 1.2 nó có bảo chắc F-code được 8 ly đó, Izumi ha, dấu xích nội địa Nhật này. Đây nó so bóp được ngon lành ha, thì thiết kế trong cái cốt của mình nó vẽ cái dấu cộng như thế ha. Rồi anh em là thích cây kìm F-code này nó dài tầm khoảng 28-29 cm ha, rất là dài. B50 giúp em ha, B50 giá 200, B50 ha, 200.000. B51 một cây con mỏ lết răng
một con mỏ lết răng ha. Con này thì có thương hiệu là Kakurachi ha. Con này size 350 nha anh em. Size 350 là nó dài 35 cm á. Độ mở ngầm của mình nó mở được là tầm khoảng là gần 8 cm. Ha, gần 8 cm rất là rộng ha. Rồi, răng cỏ rồi nè. Răng cỏ rồi, nói chung là còn khá là ngon nha mọi người. Size 350, màu sơn đỏ. Rồi anh em là thích cái con mỏ lết răng này, mọi người chốt giúp em mã số là B51 ha. B51 con này em để giá 260 thanh lý luôn ha. Đây. B51 260.000. B52. B52 thì em có một cái bịch vít. Đây của thằng Sinblast ha, còn mới luôn nha anh em. Đây còn mới 2 cây. Đây, cái bịch thì nó chung hơi xấu tí, Sinblast ha. Đây. Đầu là đầu đóng nha anh em, dính sơn gì nè. Chứ còn mới lắm. Đây, anh em xem đầu vít nó còn mới tinh nè. Thì về kích thước thì một con là 15 ly và một con là 20 ly ha. Đó, một con là 1,5 phân và một con là 2 phân ha. Đó, bắn dẹp của mình như thế này ha. Đó. Bắn dẹp để anh em mình mở nhá, ốc dẹp bự gì đó. Đầu đóng thương hiệu Sinblast nha anh em. Đây, Sinblast này made in Japan này ha. Đó, No 380, No 385 hai cây. Rồi cây ngắn thì nó dài được là 18 cm, còn cây dài nó dài được là 27 cm. Một bộ này hai cây ha. Hai cây còn khá là mới. Đó. Thằng 7 ha. Rồi anh em là thích cái bộ vít hai cây này. Bộ vít hai cây này mọi người cho giúp em B52 ha. B52 bộ này giá 200 ha. B52 200. B53. B53 thì không có một cây ha. Sợi da đai ha, một cái sợi da đai an toàn cũng còn rất là đẹp nha. Đó, bộ này thì nó đến từ thương hiệu Titan. Đó, Titan thì rất là ngon rồi nha anh em. Này hàng của Titan thì rất là chất lượng rồi. Đó. Thì cái này là để anh em mình treo cố định nè, móc treo cố định này ha. Đó, nó sẽ giật nha anh em ha. Nó giật lại. Đó, rất là cứng ha. Còn khi mình cái bình thường ra thì nó sẽ không có gì ha. Đó. Sẽ đứng lại rất là ok. Đây, và sợi da này của mình là màu nâu còn khá là mới nha anh em, của Titan ha. Đó. Bộ này nó còn khá là mới và đẹp đó, anh em mình thích hàng đẹp thì mình chốt bộ này ha. Đó. Rồi anh em là thích cái bộ da đai an toàn rút tự động này, mọi người chốt giúp em mã số là B53 ha. Đó, bộ này cũng mới đẹp giá 400 nha anh em. Đó, mới đẹp giá 400.000, mã số của mình là B53 ha. 400. Tiếp theo B54. Tiếp theo thì em đưa mấy cái kìm ha. Đầu tiên cái kìm nhọn này anh em. Này thì mới vệ sinh để 2-3 ngày thì nó cũng mờ mờ tí. Thương hiệu Terribit ha. Rất dứt được địa Nhật này. Đó. Đây, lửa cát rồi còn ngon. Đây. Đó nha. À, có lò xo, lò cát rồi ngon này anh em. Này thì nó dài 16 cm nha anh em. Dài 16 cm. Rồi cái kìm nhọn của thương hiệu Terribit này. Mã số của mình là B54 ha. 80.000. Chúng còn khá là ngon ha. B54 80. B55. Con này cũng vậy, Fujiya ha. Đó, Fujiya dấu xích được địa Nhật. Đó, răng kim nó còn đẹp này. Đó, Fujiya thì lưỡi cắt rất là ngon ha. Đó. Nghe tiếng rất là đã nha anh em. Thật thật ha. Rồi con Fujiya này em cũng để giá 80. Mã số là B55 ha. B55 giá 80 luôn, dài 16 cm luôn ha. B56. B56 thì con này của thương hiệu hãng Topman ha, thương hiệu hãng Topman. Đó, vì anh em mình lao thì nó sạch thôi, còn nó trơn tru nha anh em. Đó, là em để 2-3 ngày nó ra lại thôi. Đây, răng cỏ này. Răng cỏ nó còn đẹp này ha. Lưỡi cát. Đó, ha. Rất là ngọt nha anh em. Đó. Ha, rất là ngọt. Rồi con của Topman này em cũng để giá là 80.000 ha. Cái kìm nhọn của thương hiệu Topman B56 ha, 80. Theo B57. Rồi tiếp theo, đây, mới vệ sinh lên nè anh em ha. Leo dầu lên tên luôn. À, con này của thương hiệu Trimax nha anh em. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu Trimax. Cát ok nè. À, không có kêu tiếng nhưng mà mình cát ngon nha. Đó. Con này cũng vậy nha anh em, chiều dài của mình là 16.5 luôn nè. Đó. Này, mới vệ sinh lau dầu lên ha, còn đẹp. Rồi, con này B57 ha, B57. B57 ha, 80. Có chữ Japan ha, nè. Chữ Japan nè. B57 giá 80.
B58. Giờ mình qua mấy cái kìm cắt. Đầu tiên của mình là một con kìm cắt của Hansel. Nó lau dầu lên còn đẹp nha anh em. Đó, có một lỗ tròn để tuốt. Cắt ok nha. À, rồi, đồng giá 80.000 một con ha. Con này B58 dài 16 sen nha anh em. Dài 16 sen ha, B58 giá 80.000. B58 80. B59. Con này của thương hiệu Trimax TTC, CN150. Có cái lỗ tròn đấy nên mình tuốt. Đây. Các bấm rất là ngon. Rồi nó dài được là 16 sen luôn ha, dài được là 16 sen. B59 ha. B59 80. Máy kim nó còn đẹp ha. B59 80. B60, con này thì của Topman này, có dấu dít nội địa Nhật này, con này thì nó đẹp nhất trong máy con ha, nên là giá nó cao hơn tí. Nhưng mà cái chỗ này thì nó cũng có bị trài trên cái phần vỏ này. Nhưng mà lưới cát còn đẹp ha. Các bắt rất là bán ha. À, cái vỏ nó có trài tí ha, giá 80 luôn nha anh em. B60. B60 ha, 80.000, 61. Con này của Đức anh em. Nhưng mà lưỡi dài, con này thì lưỡi cát nó hở như thế này nên nó cát không dây điện không ngọt ha. Nó cát dây dây nhôm dây đồng là ok. Đó, cát dây điện ok nhưng mà không có ngọt đó anh em ha. Cát được mà không có ngọt. Con này là của Đức nha anh em, của thương hiệu Felix. Dài 16 sen luôn. Con này giá 100 luôn nha anh em. B61 ha, cái kìm của Đức này giá 100. Đặt money ha. B61 100, B62. Có hai cái kìm bằng, đầu tiên của mình là một con của Hang Best ha. Mạch kìm đẹp này, ren kìm thì người ta có xài rồi ha. Ren kìm có xài. Cái cơ ok. Rồi dài 16 sen con này B62 80 ha. B62 80.000. B63. Con này có thương hiệu Thượng Speed ha. Có cái dấu xích nội địa Nhật. Đó. Này. Ren kìm ha. Đó. Vỏ kìm. Có vài cái vết lắm lắm luôn ha. Tực 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 nha anh em. Rồi con này B63 nha. B63 luôn, 80.000 ha. Rồi, thì em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.